Ngày 14 tháng 6, Ngân hàng Thế giới World Bank đã công bố báo cáo điểm lại cập nhật mới nhất về tình hình kinh tế Việt Nam. Theo đó, Ngân hàng Thế giới nhận định chuyển vọng trung hạn của Việt Nam vẫn tiếp tục cải thiện. GDP dự kiến tăng 6,8% năm nay, tăng thêm 0,3% so với dự báo trước đó và cao hơn mục tiêu của chính phủ là 6,7%. Dù vậy, Ngân hàng Thế giới nhận định hai năm tới tốc độ này sẽ chậm lại còn 6,6% và 6,5% do sức cầu toàn cầu trứng lại lạm phát dự báo 4% vẫn quanh mục tiêu của chính phủ. Theo đánh giá của World Bank, đã tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua đã được củng cố và song hành với ổn định kinh tế vĩ mô. Nguồn tăng trưởng trong thời gian qua chủ yếu dựa vào nhu cầu trên quy mô toàn cầu đang ở chu kỳ tăng. Đầu tư ở khu vực FDI và khu vực tư nhân đang khôi phục và quá trình chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang các ngành dịch vụ chế tạo và chế biến có năng suất cao hơn đang diễn ra.